Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của My Hero Game. Và hôm nay trong game của chúng ta sẽ có một banner triệu hồi Complex mới. Và trong tiệm bí cảnh thì chúng ta cũng sẽ có hai món đồ mới. Đó là cái áo giáp kiếm huy rồng lửa của Vergas sẽ biến Vergas thành một con tanker. Khi có hiệu ứng đột phá mạnh sẽ có thể phản kích tấn công tầm xa 2 ô. Và con Vergas thì là một con tăng vật lý. Nói về cái phương viện về đan vật lý thì anh ta sẽ lấy thủ thay công và cái khả năng thủ rất là cao, nên những con cung thủ hoặc là sát thủ gì đó mà quýnh anh ta bị anh ta phản đam 2 ô thì có thể là sẽ lên đường. Rồi chúng ta cũng có một cây trượng của Akaza. Cây trượng này khi kết thúc hành động sẽ tự động triệu hồi một con sói. Và tầng sau nữa thì chúng ta sẽ có banner của Lico và Akaza. Nếu bạn nào chưa có Akaza thì có thể là sẽ quay Akaza. Và Lico thật là cũng một con khá là ngon, một con cầm cái bút siêu cường thứ hai của team bóng tối, và cũng là một con có cái khả năng làm cho một cái vùng địa hình trở nên rộng lớn hơn và cái phạm vi đầu bút trở nên rộng lớn hơn. Ok, Akaza thì sẽ có hai kill hỗ trợ mà mình cảm thấy cực kỳ ngon, đó là kill giết sói để mà hoán đổi cái vị trí của lính đồng minh đến ngay cái vị trí con sói đó. Và nếu như mà lính đồng minh của chúng ta đã hành động rồi thì có thể là hành động lại thêm một lần nữa. Và skill khác nữa, hỗ trợ khác nữa, đó là sẽ giết sói và tăng cái khả năng công trí lực lên đến là 30% và cộng thêm 2 ô di chuyển nữa cho tất cả các đồng minh trong phạm vi là 3 khối. Đấy, trong phạm vi là 3 khối xung quanh. Ok, thì hai cái skill hỗ trợ của con Akaza thì cực kỳ là ngon nha các bạn. Và khi vào trận thì sẽ được có cây gậy rồi, thì chúng ta sẽ không cần giết địch nữa. Sẽ được triệu hồi, tự động triệu hồi ra một con sói. Ok. Rồi đến với banner và công lắm lần này thì Man hiện tại đang có 3k6 đá với số lượng vé rất chi là khiêm tốn, chỉ có 10 vé thôi. Nên là Man sẽ bỏ qua cái banner này. Akaza có lẽ thì Man sẽ quay lô tô mỗi ngày một vé thôi. Nếu như mà quay lô tô thì Man sẽ quay mỗi ngày một vé. Rồi sau đó thì Man sẽ chờ con Benda ra. Cái xác sức có Benda là của Man là 100%. Vì trong cái banner focus đó thì hai con còn lại trong banner đó thì Man đã có hết rồi. Và Helena thì Man đang có một cái chương trình là sẽ bôi nó lên. Vigas thì có, Vigas có bon 5 rồi. Có Vigas để mở bon 5 cho Helena rồi, chỉ còn thiếu con Benda nữa là đủ bon cho nó thôi. Đấy. Man sẽ để vé để quay Project Cell và cũng như là con Lotte. Rồi tạm thời thì chỉ vậy thôi. Rồi trước khi vào cái ải mà đánh map thì Man sẽ đi xem sơ qua về những cái con tướng này cho các bạn xem như thế nào. Ok. Đầu tiên là Adobe. Trong cái phạm vi 2 ô của đồng minh có đồng đội thì bị sát thương sẽ giảm đi là 25%, thay đồng đội trong một vòng vuông á chịu toàn bộ sát thương. Và khi bị tấn công thì sẽ lấy 1.6 lần thủ thay công. Các bạn nào chơi con này thì sẽ bùi thủ để mà lấy thủ thay lần công. Và sát thương gây ra sẽ là tăng lên 75%. Thì nó cũng có một cái khả năng có thể gọi là đánh hai lần, được hai lần giống như là Ladin. Sát thương của nó tăng lên đến là 75% luôn các bạn. Và trong cái skill barcode sẽ có tích hợp được cái miễn dịch chón và không bị sát thương chiếc mạng. Nói chung là hai mạng, miễn dịch chón hai mạng, tỷ lệ bạo kích giảm và có 30% kích hoạt toàn bộ sát thương. Đội quân phải chịu là 50% duy trì trong 3 hiệp. Thì đó, nó sẽ tích hợp một cái kill bị động, kiểu như kill đỡ đòn này. Nhưng mà kill bị động đỡ đòn nó giảm tới là 50% sát thương. Hay 50% sát thương, 30% tỷ lệ kích hoạt, 50% sát thương phải giảm. Là một con có một cái sức chịu đựng khá là ok. Ở đây chúng ta có fit dam bằng 1.5 lần ma thủ khi bị công tầm xa. Không phải khi bị công thôi, chứ không phải tầm xa. Rồi về lính thì sẽ có lính Titan để phản lại đam phép, lính giáo để giảm thương vật lý lính này.
khi bị tấn công tầm đánh cộng 1, không tăng 10, nhưng mà để gọi là cách kêu tầm xa đó các bạn. Nhưng mà để chơi con này luôn thuần kiếm luôn á thì nó hơi mệt mỏi, tại vì mấy con ngựa mà nó gặp con nào thuần kiếm là nó ủi phê lắm, nó ủi mà không phê là không ăn tiền luôn á. Ok, chúng ta có lính xanh cận vệ bộ binh thủ tăng 15%. Đấy, thì nói chung thì con và cái skill này cứ có một trạng thái dead boot thì khi kết thúc hành động sẽ thời gian chờ của cái skill này sẽ giảm đi là 2 hiệp. À, có dead boot là giảm 2 hiệp ha, và có nghĩa là có thể là được quýnh nhiều lần đó các bạn. Rồi công đơn vị địch sẽ gây sát thương 4, chiến chiến đấu sẽ sử dụng 1/6 lần thủ thay cho công và giải trừ 3 trạng thái dead boot trên bản thân. Cứ mỗi một trạng thái như vậy thì sẽ tăng sát thương lên 10%, cộng với lại nếu mà giải được tối đa là 3 dead boot thì sẽ tăng lên là 30%, cộng với 70% có trong thiên phú nữa là 105%. Nó cộng theo cái hướng là 2 lần các bạn, chứ không phải là lấy 30 cộng với kia là lên 100% đâu, mà nó sẽ nhân lên 75 xong rồi nhân lên 30, họ lại nhân 30 xong rồi nhân 75. Ok rồi, thôi nhìn chung qua con này á thì mình thấy nó là một con tăng cũng khá là ok cho team bóng tối, team siêu nhiên, team này xuyên không, team xuyên không anh hùng vượt thời gian và team Lannister tái sinh. Nhưng mà xét về cái khả năng nó thì có thể là tăng được mọi loại công, nhưng mà về con tăng Etherly này thì nó cũng con này thì nó hỗ trợ được nhiều hơn, nhưng mặc dù nó bị nhược điểm là không tăng được phép, nó chỉ tăng vật lý thôi. Rồi ở trong Lannister tái sinh thì sau này sẽ có con Hilda. Nếu như mà xét về con tăng ở trong cái team này thì sẽ không bằng con Hilda, vì bản thân của nó chủ động hơn trong cái việc là lựa chọn cho chính mình một cái lát ngựa hay là cái lát giáo, và cái điều thứ hai nữa là nó có khả năng làm mang bút siêu cường. Còn con này thì nó không có mang bút siêu cường, mà skill barcode của nó cũng không có tăng cho nó được cái thủ lên 20%, mà cái skill high code của nó thì có. Đây, skill high code này thì có tăng thủ lên 20%. Nhưng mà skill barcode thì không. Skill barcode nó sẽ tích hợp cái skill đỡ đòn ở trong đó. Toàn bộ sát thương đội phải chịu là giảm 50%. Bây giờ chưa? Nếu mà nó được kích hoạt được cái toàn bộ sát thương phải chịu giảm 50% thì khá là trâu quá các bạn. Con tăng khá là trâu. Rồi bây giờ sẽ là con Shanti đâu? Shanti. Khi mà chơi Shanti thì chúng ta có một yêu cầu rất là nhỏ nhoi, đó là HP của đội quân phải đạt mức 100% thì công mới tăng 20% và lực di chuyển sẽ được cộng 2 ở mức độ 6 sao. Và khi kết thúc hành động sẽ nhận được bình phong vật lý. Cái bình phong vật lý này thì cũng giống như cái giáp của con Iron Hood mà chúng ta thường thấy, nó sẽ bị dễ dàng bị phá bỏ bằng một cái đòn đánh khác. Thì hiện tại nó là đánh cận chiến nên là lấy con tầm xa hay là con lính nào con triệu hồi nào mà đánh được tầm xa cũng vậy. Hoặc là chúng ta sẽ gõ nhẹ một cái AoE hoặc là một cái phong áp thì nó cũng mất đi cái giáp này, và sau 3 hiệp thì sẽ mới kích hoạt thi được một cái giáp nữa. Sát thương của cái giáp đó chịu giảm đi là 70% trong một cái lần đánh đầu tiên. Và trong chiến đấu sẽ có một cái lượng hồi HP hồi phục là bằng 30% sát thương của đội quân gây ra, được hồi máu thì kiểu như Erwin của chúng ta vậy đó các bạn. Giao chiến hồi máu. Và để mà đi PvE cầm thêm cái kill tiếp viện này nữa thì con này nó đi phà luôn á, nó đi mang giày cho nó nữa ha. Mà mang giày thì nó yếu, mang vớ đỏ cũng được. Mang vớ đỏ nó đi lên tới 6 ô luôn. Mình là thấy ghê đó. Giờ trong PvE thôi sử dụng cái skill tiếp viện này nè,
thì lúc nào mà con này nó chẳng được 100% máu. Về lính thì chúng ta có lính dơi cộng để mà giao chiến hồi máu, hỗ trợ thêm việc hồi máu, rút máu lại được 100%, hoặc là lính dơi đá công tăng, khi máu trên 50 thì công tăng, máu thấp hơn 50 thì thủ tăng. Rồi nhìn sơ qua về những cái skill của con này thì có những cái skill bị động đây thì mình không có nhắc tới, đột phá mạnh thì mình cũng có luôn. Ok, chúng ta đặc biệt lưu ý với skill này, máu cuồng loạn sau khi tích lũy 2 lần tấn công thì khi kết thúc hành động thì có thể hành động thêm một lần nữa và nhận được một cái hiệu ứng là cuồng loạn toàn bộ sát thương. Đó là một cái dead boost, toàn bộ sát thương nó chịu sẽ tăng lên là 15% duy trì 2 hiệp, và cái hiệu ứng này không thể bị giải trừ cũng là miễn dịch. Được hành động lại nhưng mà mang một cái dead boost cực kỳ thốn. Ok, nhiều khi quýnh vào một con nào đó nó trâu trâu hoặc là nó phản, giả sử như chúng ta đang có cách kêu 2 ô đi mà quýnh vào con nó có phản 2 ô, kiểu như là con Ladius hoặc con Hilda đi chẳng hạn, thì cũng hơi bị mệt. Kiểu như Ladius đại sát thương phải chịu nó tăng lên là 15%. Ở đây có skill này, công đơn vị địch gây sát thương 1-2, trước khi tấn công di chuyển một ô sát thương tăng 15, tối đa tăng 45, một cái lượng sát thương tăng cũng khá là cao. Khi chiến đấu thì khiến quân địch ngẫu nhiên, trước khi chiến đấu khiến quân địch ngẫu nhiên nhận một cái dead boost mạnh không thể giải trừ duy trì một hiệp. Trong cái dead boost mạnh này thì có cấm kêu, cấm hồi máu, đảo trị, hình như có đảo trị luôn các bạn, và bản thân nó cũng có một kêu đánh cấm đảo, gọi là đảo trị, nhưng mà chỉ đạt ở mức độ là có 10% thôi và chỉ có duy trì một hiệp, và cái 10% này thì nó gây ra một cái hiệu ứng khó chịu thôi chứ nó cũng không bao nhiêu. 10% thì nó khá là ít. Ở đây chúng ta có skill Barcode, lời nguyền vết thương, miễn dịch với lời nguyền vết thương và đảo trị sát thương vật lý, công đơn vị địch gây sát thương 1/7, trước chiến đấu thì sẽ không có xóa bất kỳ một cái bút nào cả, và khiến quân địch nhận không thể trị liệu và huyết chú. Khi kết thúc hành động sẽ gây một cái lượng sát thương cố định bằng 15% HP tối đa, là coi như là mất án tử nếu như mà không có cái gì đó nó kháng đi chẳng hạn, thì sẽ là án tử khi mà bị cấm hồi máu và mất đi 15% HP tối đa trong phạm vi là 2 hiệp, nhưng mà được kháng các bạn. Và trước chiến đấu sẽ không có xóa bút, không có xóa bất kỳ một cái bút nào cả, nên là có phúc âm thì cũng không sợ lắm ha, không sợ lắm. Đó, ok, đây đó là con Sonti. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với map xem trước. Ải mình thì mình quấn ra rồi, mình vừa quấn vừa làm video cho các bạn xem, video dài khoảng là 30 phút. Quấn xong hết rồi bấm lưu lại cái gây bộ nhớ điện thoại báo hết. 128 GB, mình nữa ý y là không lưu hết nổi 128 GB, nhưng mà rốt cuộc thì hết bộ nhớ. Ok, rồi vào trong cái màn đầu tiên của Adobe thôi. Ở đây thì nó sẽ có hai điều kiện, binh đoàn tiếp tế chưa bị sát thương và trong 6 hiệp nhận thắng lợi diệt. Đây là binh đoàn tiếp tế, còn đây là binh đoàn chi viện, thì mình thấy nó ghi là binh đoàn tiếp tế bị sát thương thì nó sẽ không lấy được cái thành tựu kia, nhưng mình không biết là cái binh đoàn tiếp viện bị sát thương thì nó sẽ bị gì không, nhưng mà mình sẽ không cho hai con này nó giao chiến luôn, nó ổn hơn. Rồi trong 6 hiệp thắng lợi thì một việc hết sức là dễ dàng rồi. Hai con rồi các bạn. Đó, nhích nhích lên cái. Này thì một ô.
Ê coi. À, mình đứng ở đây luôn chứ sợ gì. Ở lỡ nó bay qua nó quýnh làm sao ta. Thôi, thôi kệ đó đi. Fit đam. Xong. Coi như là khoảng 3-4 hiệp đó các bạn. Hình như là 4 hiệp á. Rồi hai con kia nó sẽ không bị thương rồi, tại mình đâu cho nó giao tranh đâu. Rồi trong cái màn này thì nó hơi khó khó hơn xíu. Trong 4 hiệp thắng lợi và điều kiện nữa là khi chiến thắng thì HP của Sonti nó sẽ trên mức là 60%. Ok, vậy thôi. Quýnh thường nha các bạn, quýnh thường vào con ngựa. Điều kiện yêu cầu là con ngựa phải chết. Ok. Có lúc đó mình quýnh nó không có chết nha các bạn. Nó còn là như là 100 mấy chục máu á, 100 máu rồi sao á. Là cái lúc đó là không qua được. Con ngựa nó phải chết. À, thì chúng ta mới xuống đây chúng ta cấm trị, đảo trị vào con ma này. Rồi sau đó là ôm cây chờ thỏ, lên cây. Con này tự quýnh tự chết à, thủ trâu lắm. Con này nó quýnh HP nó xuống, rồi nó tự hồi nó cũng tự chết luôn à. Ok, HP của mình đang ở mức độ là 62% và hiện tại là đang hiệp thứ 3. Thì mình sẽ cắm cái cây kiếm nào vào trong con giáo và yêu cầu á là tuôn sau nó sẽ giật lại một cái lượng HP, nó hồi lại cho mình. Đấy, 67% bạn. Và tuôn sau nữa thì nó sẽ chết. Đấy. Ha, cái kiểu này hơi bị thốn nè nha. Khi kết thúc hành động tổn thất 15% HP và coi như là hồi phục lại cái lượng HP tương đương đó cho kẻ địch. Đó là nó sẽ hồi lại cho mình. Ok, lần này là nó chết luôn rồi các bạn. Nó không còn cơ hội nó hồi à. Chiến thắng ở hiệp thứ 3 và máu của mình đạt ở mức 76%. Ok, xong hết hai màn các bạn. Và đến với banner cầm lá lần này thì mình không biết là các bạn có số lượng vé bao nhiêu. Thì riêng man thì man có một cái số lượng vé quá ít, hôm nay cũng không có đủ gọi là cái đủ khả năng mà sưu sưu tầm được, nên là banner này man sẽ bỏ. Có nhiều người bạn của man thì đã quay 70 vé ra hai Adobe và một Vigap rồi, còn có ông thì phải 190 vé ra hai Adobe và một Omega. Kiếm con còn lại là con Sonti mà là chưa có. Ok. Ok, Mandro xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chúc các bạn có ngày chơi game thật vui vẻ. Mandro xin chào và hẹn gặp lại các bạn.